Liệu Mỹ có giúp Việt Nam kiềm chế Trung Quốc được không? Thưa quý vị, một số nhà phân tích cho rằng, trong những năm gần đây, cả Mỹ và Việt Nam không chỉ nâng tầm quan hệ kinh tế và thương mại, mà còn chia sẻ những lo ngại chung về việc Trung Quốc bành trướng quân sự ở Biển Đông. Việt Nam đã liên tục bày tỏ phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Hai tháng trước, bộ phim Barbie sắp ra mắt của Mỹ đã bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò phải chăng Việt Nam bắt đầu có lập trường thân Mỹ chống Trung Quốc vì vấn đề Biển Đông? Câu trả lời có thể không đơn giản như vậy. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những nỗ lực của Washington nhằm thu phục Hà Nội đã không thành công và kết quả có thể không như họ mong đợi. Việt Nam không có động lực để cải thiện quan hệ với Mỹ và Bắc Kinh hiểu điều này. Tiến sĩ Bill Hayton, nhà nghiên cứu thuộc chương trình châu Á-Thái Bình Dương của Chatham House nói với truyền thông Mỹ, trong khi đó giáo sư vũ tường giám đốc trung tâm nghiên cứu việt mỹ tại đại học oregon tin rằng việt nam hy vọng duy trì quan hệ hữu nghị với cả trung quốc và mỹ trong khả năng của mình để không làm ảnh hưởng tình hữu nghị với nước còn lại không thể phủ nhận rằng biển đông đặc biệt quan trọng với việt nam nhất là về nguồn năng lượng ngoài khơi nhưng khi phải duy trì quan hệ chính trị và kinh tế với trung quốc và đối với hành vi của trung quốc ở biển đông việt nam cần duy trì sự cân bằng nếu sự tương tác giữa Việt Nam với Mỹ được coi là quá thân thiện hoặc nếu Hà Nội ủng hộ các chiến lược khu vực của Washington được coi là chống Trung Quốc thì Việt Nam có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ với Bắc Kinh. Tháng 10 năm 2022, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau đại hội Đảng lần thứ 20. Cuối tháng 6 khi tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhận lời mời của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bay đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức Thủ tướng. Tàu sân bay USS Ronald Reagan thăm cảng Việt Nam vào cuối tháng 6, đánh dấu chuyến thăm thứ ba kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Chuyến thăm này đã gây chú ý và làm dấy lên lo ngại ở Bắc Kinh nhà nghiên cứu Pretat nói với báo chí rằng chuyến thăm này là một dấu hiệu quan trọng của việc tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước, cho thấy Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện của Hải quân Mỹ trong khu vực, trái ngược với sự phản đối của Trung Quốc. Chuyến thăm của tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng diễn ra sau một vụ việc gần đây liên quan đến việc tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các khu vực khác. Đây là hành động mà các nhà phân tích tin rằng có thể nhằm mục đích thách thức hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam. Tiến sĩ Tô Tử Vân, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan cho biết, từ góc độ địa chính trị, Việt Nam làm mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh ghép hình để bảo vệ Trung Quốc. Tiến sĩ Tô phân tích rằng chiến lược này trong quá trình thời Trump là lấy Việt Nam, Bắc Hàn để tạo thế gọng kìm chặt chẽ với Trung Quốc. Nhưng thời Biden chuyển trọng tâm sang củng cố Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan Philippines, bỏ rơi Bắc Hàn, biến Việt Nam thành mảnh ghép cuối cùng trong thế cờ địa chính trị của Biden. Theo ông Tô, Việt Nam có sức hấp dẫn đối với các nước như Nga và Trung Quốc. Vì vậy, Nga đã thuê một căn cứ hải quân tại Vịnh Cam Ranh từ thời Liên Xô, làm căn cứ phía Nam cho hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ông tin rằng, thái độ chiến lược của Việt Nam là chơi ván bài của Mỹ và thậm chí có thể chấp nhận hỗ trợ quân sự của Mỹ. Do đó, trong khi vẫn duy trì quan hệ với Bắc Kinh, Hà Nội cho phép các chuyến thăm ngắn hạn và triển khai máy bay quân sự từ Mỹ như một chiến lược cân bằng quyền lực. Giáo sư Tô nhấn mạnh mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và Việt Nam sẽ trở nên thân thiết hơn. Ví dụ, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam vào năm 2016 và chính quyền Trump bắt đầu cung cấp viện trợ quân sự không quân cho Việt Nam với tổng trị giá 92 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Với hiệu suất kém của vũ khí Nga trên chiến trường Ukraine sẽ tạo điều kiện cho việc Việt Nam chuyển sang mua vũ khí của phương Tây. Ấn Độ đã cho thấy xu hướng này. Việc mở rộng hợp tác an ninh và quân sự giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được hưởng lợi và sẽ mở rộng hơn nữa vòng vây Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Pretat của CSIS nói với báo chí rằng Chuyến thăm này của USS Ronald Reagan có thể không mang ý nghĩa như bên ngoài vẫn tưởng. Ở một góc độ nào đó, đây có thể là chuyến thăm bù cho việc Việt Nam đã hủy chuyến thăm dự kiến vào năm ngoái. Điểm mấu chốt là Mỹ đã ám chỉ về việc sắp nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam thành đối tác chiến lược. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là một tín hiệu quan trọng hơn Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng nỗ lực của Mỹ trong việc dùng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc đã không thành công như mong đợi, hoặc vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Giáo sư Zachary Abuja từ Đại học National World College, nước Mỹ, nói với báo chí rằng vào tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Biden, cho thấy Hà Nội vẫn đánh giá cao mối quan hệ với Bắc Kinh. Còn tiến sĩ Bill Hayton của Chatham House nhận định, Bắc Kinh tự tin rằng Việt Nam biết mình là một bên tham gia độc lập và kiên quyết từ chối thực hiện bất kỳ hành động nào mà Bắc Kinh coi là thù địch với lợi ích của Trung Quốc. Ông gợi ý nhà trắng phải nhận ra những vấn đề nhạy cảm mà Hà Nội quan tâm và không nên liên kết rõ ràng việc cải thiện quan hệ với Việt Nam với Trung Quốc. Theo phân tích của các chuyên gia, có vẻ như mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam của Mỹ nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7 sẽ khó thành hiện thực dưới tác động của Bắc Kinh. Mặc dù Mỹ là nhà đầu tư lớn và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với phái đoàn thương mại lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ thăm Việt Nam vào đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn hỗ trợ kinh tế quan trọng của Việt Nam. Reuters dẫn lời các quan chức Việt Nam nói rằng, trong khi mong muốn của Washington là nâng cấp hệ ngoại giao với Hà Nội các nhà lãnh đạo Việt Nam do dự sợ rằng Trung Quốc có thể trả đũa. Cạnh tranh Trung Mỹ và khoảng cách giữa Trung Quốc và Việt Nam, Hà Nội có thể miễn cưỡng chính thức nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện với Washington. Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam hiện nay rất cần sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là về an ninh và quốc phòng để đối phó với áp lực ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Dù vậy với chính sách ngoại giao mềm dẻo, làm bạn với tất cả của mình, khó có khả năng Việt Nam sẽ chống đối Trung Quốc mạnh mẽ như những gì Mỹ mong muốn. Một số nước tại châu Á-Thái Bình Dương cũng có chung lựa chọn hợp tác an ninh với Mỹ và hợp tác kinh tế với Trung Quốc, Hàn Quốc hay Singapore là những điển hình cho kiểu quan hệ này. Việt Nam rất có thể sẽ chọn cho mình một giải pháp an toàn kiểu như thế, tránh tối đa việc đối đầu trực diện với Bắc Kinh. Một sự đối đầu có thể dẫn đến chiến tranh tương tự như những gì xảy ra ở Ukraine hiện nay. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro sẽ liên tục được Hà Nội tính toán đến. Dù vậy, khi quan hệ Mỹ Trung ngày một căng thẳng và chưa có dấu hiệu cải thiện, lựa chọn cho Việt Nam sẽ ngày càng khắt khe hơn. Các chuyên gia cho rằng trên thực tế, mối quan hệ tay ba giữa Mỹ, Trung và Việt Nam đã không có bất kỳ thay đổi nào trong những năm qua. Hơn nữa, báo cáo của Pew chỉ ra rằng Việt Nam đứng đầu trong số các quốc gia coi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là một điều tồi tệ. Ngoài ra, người dân Việt Nam có niềm tin thấp nhất vào ảnh hưởng tích cực của Tập Cận Bình đối với các vấn đề toàn cầu trong số tất cả các quốc gia được khảo sát. Phân tích tâm lý chống Trung Quốc đang gia tăng trong xã hội Việt Nam, giáo sư Hoàng Quỳnh Thu từ Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan đã chỉ ra rằng ở Việt Nam, tâm lý chống Trung Quốc đã được chính phủ tích cực thúc đẩy thông qua các bản đài báo và thậm chí giáo dục tăng cường trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Bà nhấn mạnh tâm lý chống Trung Quốc của người dân Việt Nam không chỉ nảy sinh sau khi Trung Quốc trỗi dậy 20 năm về trước. Theo giáo sư Hoàng, gốc rễ của việc chống Trung Quốc có thể bắt nguồn từ thời kỳ thuộc địa khi Việt Nam bị đồ hộ. Ví dụ vào năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan HZ981 đến khu vực mà Việt Nam cho là thuộc quyền tài phán của mình, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra và các nhà máy nước ngoài ở tỉnh Bình Dương phía Nam đã bị đập phá vào tháng 6 năm 2018, hàng chục nghìn người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình phản đối luật đặc khu kinh tế mới được đưa ra mà họ cho rằng sẽ có lợi cho Trung Quốc, khiến ngoại giới vô cùng sửng sốt. Các chuyên gia thống nhất với nhau rằng thật sự người Việt Nam nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn do quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ và sức mạnh mềm mà Mỹ thể hiện thông qua giáo dục ở Việt Nam. Dù hầu hết người dân Việt Nam không có ấn tượng tốt về Bắc Kinh, nhưng lại tôn trọng nền văn minh và sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đó thật sự là một tâm lý phức tạp. Bây giờ chúng ta có thể phát thảo một viễn cảnh quan hệ tay ba Mỹ-Trung-Việt như thế nào. Mỹ tiếp tục kêu gọi tăng cấp quan hệ ngoại giao, đổ thêm đầu tư về thương mại, kinh tế, tăng cường hỗ trợ an ninh cho Việt Nam. Nhưng Trung Quốc, sau khi mâu thuẫn không thể hóa giải với Mỹ, trong vấn đề Đài Loan sẽ tiếp tục cao có vì chính sách quyến rũ của Mỹ với những láng giềng nhỏ bé xung quanh mình, họ cũng tiếp tục gây sức ép lên Việt Nam và những nước đang muốn đi lại thân thiết hơn với Mỹ. Điều này sẽ khiến Việt Nam ngày càng phải chọn phe một cách rõ ràng hơn. Chính phủ Việt Nam sẽ phải cực kỳ khôn khéo trong quan hệ bang giao với hai cường quốc quân sự lớn nhất thế giới, làm mất lòng bên nào cũng đều có thể gây ra thảm họa. Dù vậy, nhiều người tin rằng một mối quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh nóng, còn căng thẳng với Mỹ thì sẽ dẫn đến chiến tranh lạnh và những sự trừng phạt về kinh tế giống như bất cứ nước nào khác có thái độ không tốt với Washington. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm 25 tháng 5, Bộ ngoại giao Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam được xác lập phù hợp với UNCLOS năm 1982. Việt Nam cũng khẳng định việc Trung Quốc lắp đặt các phao đèn báo hiệu tại các thực thể ở quần đảo Trường Sa trên biển Đông mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, vì vậy không có giá trị pháp lý. Năm lực lượng phối hợp trên biển Đông. Hai hành động phi pháp trên của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động vây lấn mà nước này đang thực hiện từ đầu tháng 4 đến nay ở biển Đông. Thế trận vây lấn lần này của Trung Quốc mang tính phức hợp, liên hoàn và được triển khai đồng loạt ở nhiều vị trí chiến lược. Trung Quốc đã huy động đến 5 lực lượng tham gia thế trận phức hợp lần này với những nhiệm vụ vây, lấn và tấn, cụ thể bao gồm: dân binh, hải cảnh, hải tuần, hải quân và cuối cùng là các tàu khảo sát hàng hải. Trong đó, sự phân nhiệm giữa các lực lượng này nhằm thực hiện định hướng bình thường hóa các cuộc đối đầu trong phạm vi đường chín đoạn. Tức đường lưỡi bò phi pháp được bộc lộ cụ thể như sau. Thứ nhất là lực lượng dân binh của Trung Quốc với vai trò thường trực ở cả hai chức năng trong công tác vây. Chức năng đầu tiên là phong tỏa các thực thể chưa có người ở ở khu vực trung tâm đường chín đoạn phi pháp thông qua sự hiện diện tập trung quanh hai thực thể đá ba đầu với hơn 100 tàu và bãi Sabin 18 tàu theo ghi nhận vào ngày 23 tháng 4. Chức năng kế tiếp là bảo vệ vòng trong cùng khi hộ tống các tàu khảo sát hàng hải thuộc các khu vực do Trung Quốc kiểm soát trái phép trên Biển Đông. Sự kiện 8 tàu dân binh Trung Quốc được phát hiện di chuyển cắt ngang đội hình các tàu hải quân của ASEAN và Ấn Độ trong khuôn khổ diễn tập IME-23 vào ngày 9 tháng 5 vừa qua là minh chứng điển hình cho chức năng này. Thứ hai là lực lượng hải cảnh. Với chức năng chấp pháp, lực lượng này thực hiện công tác lấn một cách chủ động nhằm hỗ trợ lực lượng dân binh Trung Quốc ở trên đối trọng với các tàu chấp pháp của ASEAN. Điển hình là sự túc trực thường xuyên của hai tàu hải cảnh Trung Quốc 4303 và 5305 hộ tống tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 ở khu vực bãi tư chính của Việt Nam từ giữa tháng 5. Thứ ba là lực lượng hải quân tuy không can dự trực tiếp vào thế trận do dân binh hải cảnh thực hiện mà chủ yếu hiện diện từ xa ở vòng ngoài cùng thông qua hai hoạt động được ghi nhận. Một là tuyên bố tự tập trận ở một số khu vực trên biển Đông theo thông báo vào ngày 27 tháng 4 và hai là tiến hành tập trận song phương Trung Quốc Singapore từ ngày 28 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 tại vùng biển quốc tế sát mũi phía Nam của biển Đông mà phía Trung Quốc tuyên truyền rằng sẽ thúc đẩy sự cởi mở và hiểu biết lẫn nhau ở vùng biển này. Ngoài ra cũng có ghi nhận về hiện diện không rõ chủ ý của tàu hải quân Trung Quốc quanh khu vực đảo thị tứ của Việt Nam nhưng phía Philippines chiếm đóng trái phép vào ngày 23 tháng 4 trong động thái hỗ trợ công tác tấn của hải cảnh Trung Quốc. Hai lực lượng còn lại là nhóm tàu khảo sát hàng hải và tàu hải tuần. Hai nhóm tàu này tuy xuất hiện đơn lẻ nhưng lại có sự phối hợp hoạt động rất tinh vi. Cụ thể, mặc dù hiện chỉ có tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 hiện diện trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Bãi Tư Chính. Nhưng vẫn còn hai tàu khảo sát hướng Dương Hồng 14 và hướng Dương Hồng 31 được xác định vẫn đang hiện diện trong khu vực quanh cụm sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cả hai khu vực này đều có trữ lượng dầu mỏ lớn cùng những ngư trường dồi dào trên Biển Đông, đặc biệt là bãi tư chính được phía Trung Quốc ước tính có đến 5 tỷ tấn dầu. Dương Đông kích Tây có hai mục tiêu chiến lược chính trong thế trận của Trung Quốc trên Biển Đông lần này. Thứ nhất, Trung Quốc chủ động gây rối các hoạt động mở rộng khai thác các lô dầu khí có trữ lượng lớn của nhóm A5, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam ở khu vực được cho là trồng lấn giữa EEZ của các nước A5 với đường chín đoạn phi pháp của Bắc Kinh. Điển hình là gây rối việc mở rộng mỏ Kawasari, lô SK316 của Malaysia thuộc bãi Lukonia và lô tuna cá ngừ của Indonesia có vị trí nằm cách đường phân định EEZ với Việt Nam 13 km. Thứ hai, Trung Quốc cũng dường đồng kích Tây để củng cố các phương án pháp lý mà nước này có lợi thế. Trong đó, sự kiện tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 hiện diện khiêu khích ở bãi tư chính thuộc bờ Tây của Biển Đông dường như có dấu hiệu giảm áp lực cho việc Trung Quốc thả phao đèn hiệu ở cụm sinh tồn thuộc bờ Đông biển Đông được diễn ra cùng lúc nhưng trong thời gian ngắn. Và cả hai sự kiện này lại đang khiến dư luận ít chú ý đến động thái cục quản lý di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc công bố tiến độ khảo sát hai xác tàu đắm ở khu vực phía Tây Bắc của biển Đông. Công tác khảo sát tàu đắm này bao gồm cả việc thiết lập thiết bị định vị dưới nước và bổ sung vào hệ thống 124 di tích khảo cổ đáy biển vừa được công bố sẽ góp phần hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa con đường tơ lụa hàng hải của Trung Quốc vốn muốn đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Không chỉ vậy, việc hoàn thiện các hệ thống dữ liệu địa chất và sinh thái ở Biển Đông cũng giúp Trung Quốc có thể chứng minh năng lực đảm bảo an toàn hàng hải vượt trội các nước trong khu vực. Đây sẽ là một chỉ dấu quan trọng khi các phiên tòa phân định biển trong tương lai có xu hướng ưu tiên cho quốc gia nào có khả năng thực thi năng lực chấp pháp thực tế ở khu vực tranh chấp theo nguyên tắc chiếm hữu thực sự. Như vậy, có thể thấy đây là giai đoạn có nhiều động thái quyết đoán và đồng bộ đang diễn ra trên biển Đông từ cả Trung Quốc và khối A5 thuộc ASEAN. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán thực hiện tuyên bố ứng xử DOC và xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC đang đến những giai đoạn cuối cùng, các hoạt động leo thang căng thẳng tuy vẫn thuộc phạm vi vùng xám từ phía Trung Quốc cho thấy nước này sẽ không dễ từ bỏ các mục tiêu duy trì ảnh hưởng đơn phương phi pháp trên biển Đông. Sự đoàn kết nhằm chia sẻ thông tin cũng như thực hiện các bước phối hợp đồng bộ của nhóm A5 nói chung và khối ASEAN lúc này là vô cùng cấp thiết. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.